Chào các bạn, lúc này thì chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật mà trước đây hầu như là chưa có bạn nào yêu cầu luôn các bạn. Và anh bạn này đến từ cái bản cập nhật Venice Beach, đó chính là Marco các bạn. Và hôm nay thì Marco sẽ sử dụng cái Novo Outfit, một cái trang phục cũng rất là đẹp luôn các bạn. Còn ván trượt thì Marco sẽ sử dụng cái ván trượt, đó chính là cái ván Wayfarer. Nó có hình là một con thuyền các bạn. Đây là một con thuyền rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Và nhạc chờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái bài nhạc chờ ở cái bản update Hy Lạp nha các bạn. Free. Đây, cái bài nhạc chờ này đây các bạn. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một người bạn rất là thường xuyên của kênh, đó chính là bạn Phúc Gaming YouTube. Xin chào bạn Phúc nhé. Còn bây giờ thì xin mời bạn Phúc và những người bạn quen thuộc của kênh, chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc và khám phá Buenos Aires cùng với Marco và cái ván trượt Wayfarer nhé. Và xuất phát thôi các bạn ơi.
Thank you.